Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. VFF cùng huấn luyện viên Trusi thông đồng làm điều sơ bẩn với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bầu Đức bức xúc dậy cho bài học nhớ đời. Bầu Đức đang cố gắng làm tất cả mọi cách để thay thế chiếc ghế thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại Bầu Đức muốn VFF sa thải ông Trusi để cứu lấy nền bóng đá Việt Nam bầu đức không tiếc hy sinh tiền bạc và công sức để đàm phán mời được thầy park trở lại việt nam một lần nữa và bao lo mọi chi phí ăn ở và trả lương cho vff chỉ còn chờ vff gật đầu đồng ý sa thải ông trusi thế nhưng trước động thái đó của bầu đức không ít người cảm thấy bị đe dọa đến lợi ích của bản hợp đồng khó hiểu và họ đã tìm mọi cách để ngăn cản việc thầy park tới việt nam đáng chú ý nhất là câu chuyện được ông thầy quốc dân chia sẻ với truyền thông thì xác nhận hoàn toàn đồng ý với việt nam quay trở về làm việc Hàng trăm tài khoản giả mạo không có tên có IP Việt Nam đã tràn vào trang Facebook và Twitter của ông Park Hang-seo để hâm dọa ông và gia đình ông. Park không được phép sang Việt Nam, mọi việc nghiêm trọng đến mức những tài khoản này còn gửi tin nhắn kèm theo hình ảnh gia đình của ông Park để đe dọa. Thầy Park tỏ ra khó lo lắng vì là có bao nhiêu năm làm việc tại Việt Nam ông luôn được hâm mộ và kính trọng và ông nở hàng khi mà biết là có người ghét mình như vậy. Sau đó các trợ lý của ông Park cùng với công an đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng các tài khoản này đều là giả mạo vụ việc ngay sau đó cũng đã đến tai bầu đức và ông bầu hoàng an gia lai cũng ngay lập tức có những sự phản đoán có nhiều người không vui khi mà thấy tôi gọi được vị huấn luyện viên khác đến để thay thế ông tru si tôi đã nắm được những gì họ đã làm để đe dọa việc này nhưng nhân tiện tôi cũng nói ở đây luôn là không có ai cản được tôi đưa ông thác về việt nam ông thác là người mà người hâm mộ hiện tại luôn quý trọng bóng đá việt nam hiện tại thì cũng đang rất là cần ông thác nên bằng mọi giá tôi cũng sẽ làm tới cùng không thể chấp nhận tình cảnh này Kéo dài thêm nữa, Bầu Đức chia sẻ khi nói về lý do tìm và bỏ tiền túi trả lương thì ông vẫn cho biết tôi đang cố suy nghĩ tích cực hơn và mong đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu trong dự định World Cup. Tuyển chọn cầu thủ thì thấp lẹt tẹt, thể lực thì chạy lên chạy xuống đôi vòng là bắt đầu thấy yếu đi, lối chơi ở giữa sân và truyền về truyền lại thật sự đã học rất nhiều, lúng túng như vậy thì bao nhiêu công sức đào tạo trẻ cũng sẽ vứt hết, vì thế tôi tự nghiện bỏ tiền của mình nếu. Không mọi chuyện sẽ rất lằng nhằng và khó tìm được người phù hợp bây giờ tất cả mới rõ cái mục tiêu sâu xa của bầu đức hướng tới chính là giải cứu cho bóng đá trẻ của những cầu thủ tài năng của hoàng anh gia lai nhìn vào giấc mơ world cup của bầu đức có thể thấy rằng sự tâm huyết của ông dành cho bóng đá việt nam là rất lớn mong muốn cầu thủ cũng như là mong muốn của bầu đức chính là mong muốn của người hâm mộ thế nhưng từ sức ép dư luận ông này lại cứ dửng dưng thậm chí cho biết ông không hiểu người hâm mộ việt nam có biết gì bóng đá hay không tôi không hiểu khán giá việt nam chỉ trích điều gì các cổ động viên Việt Nam thậm chí không hiểu những gì đang xảy ra. Ông khẳng định ông làm việc để hướng tới Việt Nam với mục tiêu ít nhất là vòng loại thứ ba World Cup 2026 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 chứ không phải là để chiến thắng các trận đấu ở giai đoạn giao hữu FIFA đây. Nếu người hâm mộ Việt Nam thích mơ mộng sao không mơ World Cup luôn, tôi có thể làm gì đây khi mà tất. Cả người hâm mộ Việt Nam đang lên án tôi họ cần bình tĩnh và cần phải nhìn vào thực sự là chúng ta thua Trung Quốc và các đội bóng đến từ châu Á. Tôi đang đại diện cho 99 triệu dân và tất nhiên là không không phải ai cũng có cùng quan điểm với tôi. Sự kỳ vọng từ các cổ động viên không thực tế chút nào, như tôi đã nói thực sự bị sốc khi mà bị khinh miệt bởi cổ động viên Việt Nam. Tôi cần nhắc lại 9 tháng vừa qua còn quá ít để nói lên điều gì và nhiệm vụ của tôi là gặp nhiều khó khăn do tàn dư. Từ 5 năm dẫn dắt của ông Thác, tôi sẵn sàng sàng lọc để làm lại tất cả trước chia sẻ của huấn luyện viên người pháp cổ động viên việt nam càng thêm tức giận một người đáp trả ông mới là người nên tỉnh lại đấy một tên huấn luyện viên kém cỏi hãy nhìn những gì ông park đã xây dựng kỳ thực thì chia sẻ của ông trusi là hết sức vớ vẩn khi nói rằng người hâm mộ việt nam không hiểu gì về bóng đá huấn luyện viên không thành công hoặc thất bại thì chẳng thể đổ lỗi cho huấn luyện viên tiền nhiệm chúng ta cần đặt sau câu hỏi thực tế là ông park hang seo đi theo tiếng gọi của bầu đức bóng đá việt nam đang ở đâu bóng đá Việt Nam chưa hề có huy chương vàng SEA Games hay là đội tuyển quốc gia có 9 năm chưa thể vào chung kết áp cúp, thậm. Chí chúng ta bị loại ở vòng bảng SEA Games năm 2017, một số quan điểm nhận xét là lứa cầu thủ tài năng nhất nhưng mà trước khi có ông Phát thì thật sự cũng đã gây thất vọng, khi mà thời ông Phát chưa xuất hiện thì bao nhiêu người hâm mộ biết tới Quang Hải, Văn Hậu và Văn Đức, Tiến Linh, nhìn vào sự thật thì khi có ông Phát tới các cầu thủ trên mới thật sự tỏa sáng. Trách nhiệm của ông Thác là tạo ra và đáp ứng được mục tiêu của VFF và ông đã hoàn thành xuất sắc 5 năm ông Thác dẫn dắt đội tuyển. Việt Nam từ thứ hạng 120 lên 95, ông truyền cảm hứng để người Việt Nam vui hơn và tự hào hơn, ông đã góp phần để VFF và chủ tịch VFF được nhà nước trao tặng huy chương, nhưng bao giờ bóng đá Việt Nam có niềm vui tự hào như 5 năm qua, tất cả những gì ông Thác mang tới cho bóng đá Việt Nam thì ông Trusi đều không làm được ông lee jong jin đại diện của ông park hang seo đã từng nói ở thời điểm trên thì tôi không tưởng tượng ông park thành công như thế nào đâu mà tôi chỉ nghĩ ông park là người phù hợp với đội tuyển việt nam tôi từng đi theo đội tuyển việt nam một thời để tìm hiểu và theo dõi tôi nhận ra một điều đội tuyển việt nam có một huấn luyện viên có tổ chức thì sẽ thành công tôi nghĩ là ông park hang seo là người phù hợp lúc nào ông park cũng sẽ có áp lực và kể cả những trận đấu nhỏ thì ông cũng luôn luôn cảm thấy áp lực ông Park Hang Seo cũng tiết lộ những gì tôi phải làm là khắc phục điểm yếu với tinh thần và giúp họ tự tin hơn. Đội tuyển Việt Nam thời ông Park Hang Seo. Thi đấu theo đúng nghĩa của từ những chiến binh sao vàng, hành trình tại U23 châu Á 2018 là một câu chuyện thiết thực. U23 Việt Nam không có khái niệm sợ đối thủ mạnh với những pha đá cân não trước Iraq và Qatar. Tinh thần không biết sợ chính là vũ khí lợi hại nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park bởi nhà cầm quân Hàn Quốc biết rằng năng lực của các học trò đang ở đâu. Và trong bất cứ trò chơi gì thì tinh thần bản lĩnh luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng mà nhìn vào ông. Trucy thì sao? Huấn luyện viên Pat Seo đang được nhiều đội bóng tại Đông Nam Á quan tâm nhưng rất có thể ông sẽ nhận lời dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng với đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, huấn luyện viên Pat Seo vẫn chưa trở lại với công việc huấn luyện. Nhưng những ngày gần đây, các nguồn tin cho rằng ông đang được rất nhiều đội bóng trong khu vực quan tâm trong khi huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẵn sàng đàm phán hợp đồng nếu nhận được đề nghị phù hợp. Mới nhất, theo một số nguồn tin, nhà cầm quân người Hàn Quốc rất có thể sẽ trở thành tân huấn luyện viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở khi hợp đồng của đội bóng phố núi với huấn luyện viên Kia Sắc chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải 2023-2024. Đặc biệt, sau những thành tích không tốt trong thời gian gần đây của Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức hoàn toàn có thể tính đến chuyện tìm một huấn luyện viên mới về để thay Di Cô Thái. Sau khi đổi tên câu lạc bộ thành Vê Băng Hoàng Anh Gia Lai, đội chủ sân Pleiku nhận được sự hậu thuẫn từ bầu thủy và nguồn tài chính của họ cũng trở nên dồi dào hơn. Do đó việc chi ra số tiền lớn để trả lương cho huấn luyện viên Park Hang Seo cùng đội ngũ trợ lý của ông là điều không quá khó khăn. Ngoài ra, giữa Bầu Đức và ông Park cũng có mối quan hệ khá thân thiết nên nếu họ hợp tác cùng nhau trong tương lai cũng là điều dễ hiểu. Thông tin liên quan, theo báo chí Trung Quốc, Hiện Liên đoàn bóng đá Singapore đang tích cực đàm phán hợp đồng với nhà cầm quân sinh năm 1957. Đôi bên được cho là đang đàm phán về vấn đề tiền lương khi người đại diện của ông Park muốn nhận khoảng 50.000 đô la Mỹ một tháng. Nhưng có vẻ như phía Singapore không chấp nhận con số này. Cạnh đó, truyền thông Trung Quốc cũng tiết lộ nhà cầm quân xứ Kim chi còn được hai đội bóng khác trong khu vực là Thái Lan và Indonesia quan tâm. Bản tin hôm nay của HN bóng đá đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã lắng nghe đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những tin bóng đá mới nhất nhé hẹn gặp lại các bạn vào lần sau xin chào tạm biệt